Văn hóa là linh hồn của dân tộc. Đối với nhân loại thì nhân tố tinh thần này cũng quan trọng không kém các nhân tố vật chất như giống nòi và đất đai. Sự phát triển văn hóa định ra lịch sử của nền văn minh của một đất nước. Sự phá hủy hoàn toàn văn hóa của một dân tộc dẫn tới sự tiêu vong của dân tộc đó. Những dân tộc cổ xưa sáng tạo ra các nền văn minh huy hoàng bị coi như đã biến mất khi nền văn hóa của họ biến mất, mặc dù người của các dân tộc đó có thể vẫn tồn tại. Khi Champollion miệt mài suy ngẫm trước tảng đá Rhosta của Hy Lạp cổ đại, khi các nhà khảo cổ kinh ngạc trước những phiến bùn đất khắc chữ của nền văn minh Babylon cổ đại, khi người ta chỉ có thể tưởng tượng về văn hóa Halabi của Ấn Độ cổ từ những di vật lịch sử còn sót lại, khi các nhà khoa học vẫn còn chưa hết kinh ngạc về những thành tựu khoa học đã vượt xa những người La Mã và Hy Lạp cổ đại, cũng như làm kinh ngạc cả những người đương thời trong bảo tàng Meuse nhưng đã bị thiêu rụi bởi đội quân viễn chinh Khazar. Khi các học giả vẫn đang nghiên cứu về văn hóa Atlantis đã bị nhấn chìm dưới đáy đại dương như Plato từng miêu tả, suy nghĩ của chúng ta lại hướng về Trung Quốc. Đất nước này đã tạo nên vô số những thành tựu chói lọi trong triết học, nghệ thuật, văn học và khoa học. Trung Quốc là đất nước duy nhất trên thế giới có nền văn minh cổ đại được kế thừa liên tục trải qua trên 5.000 năm. Việc phá hủy nền văn hóa truyền thống đó là một tội ác không thể tha thứ. 85 năm trước, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập, tội ác ấy đã bắt đầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc có một sự đối nghịch cố hữu đối với văn hóa truyền thống của dân tộc. Nó đấu tranh chống lại văn hóa Trung Quốc với sự kích động quyết liệt, bạo lực và sự giận dữ không thể chịu đựng được. Sau khi lên nắm quyền, sự đấu tranh này còn trở nên tinh vi và hệ thống hơn nhiều. Mao Trạch Đông từng nói rằng, ông ta không theo đạo cũng chẳng theo trời. Nền văn hóa Trung Quốc được tin là do thần truyền xuống đã bắt đầu với những thần thoại như bàn cổ tạo ra trời đất, nữ oa tạo ra con người, thần nông tìm ra hàng trăm loài thảo dược, Thương Hiệt phát minh ra chữ Hán. Sự uyên thâm của đạo gia về sự hòa hợp giữa người và trời đã chảy trong huyết mạch của nền văn hóa Trung Quốc. Hoàng đế được coi là tổ tiên đầu tiên của nền văn minh Trung Quốc và cũng là người sáng lập nên đạo giáo. Khổng Tử từng nói, cái đạo của đại học là ở chỗ đức sáng. Khổng Tử đã mở trường dạy học hơn 2.000 năm trước và đã truyền cho xã hội tư tưởng của Nho giáo, đại diện bởi 5 đức chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Trong thế kỷ đầu tiên, Phật giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền sang phương Đông với sự nhấn mạnh vào tính thiện và sự cứu độ tất cả chúng sinh. Nền văn hóa Trung Quốc đã trở nên phong phú và sâu sắc hơn. Phật giáo và Đạo giáo đã tạo dựng nên những hiểu biết sâu sắc của người Trung Quốc về vũ trụ, sự sống và cơ thể người. Chúng là bộ phận chú trọng vào việc xuất thế gian trong văn hóa Trung Quốc truyền thống. Sự ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo có thể thấy trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống con người. Trung y, khí công, phong thủy và bói toán đều bắt nguồn sâu sắc từ Đạo giáo. Những khái niệm được nhiều người biết đến về thiên quốc và địa ngục, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo đều xuất phát từ Phật giáo. Nho giáo là một phần của văn hóa Trung Quốc truyền thống, chú trọng vào việc nhập thế gian. Sự ảnh hưởng sâu sắc của Đạo giáo đối với Nho giáo có thể được thấy trong các câu nói của Nho giáo như lập chí ở đạo, căn cứ ở đức, noi theo ở nhân, học rộng ở lục nghệ. Và nếu một người nghe đạo buổi sáng, người đó có thể chết mà không ân hận vào buổi chiều. Nho giáo nhấn mạnh vào đạo đức luân lý gia đình, trong đó hiếu kính cha mẹ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, dạy rằng tất cả mọi lòng tốt đều bắt đầu từ lòng hiếu thảo, hay bách thiện hiếu vi tiên. Khổng Tử đề cao nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, nhưng cũng nói chẳng phải lòng hiếu thảo và tình cảm anh em là gốc rễ của lòng nhân từ hay sao? Luân thường đạo lý dựa trên nền tảng gia đình có thể được mở rộng một cách tự nhiên để hướng dẫn đạo đức xã hội. Lòng hiếu thảo có thể được mở rộng ra thành sự trung thành của quần thần đối với vua. Khổng Tử nói rằng, hiếm có người nào có lòng hiếu thảo và tình cảm anh em lại có khuynh hướng phạm thượng với bề trên. Tình cảm anh em là mối quan hệ giữa anh và em và có thể được mở rộng ra thành sự nghĩa hiệp và công bằng giữa bạn bè. Nho giáo dạy rằng trong gia đình, người cha phải từ ái, người con phải hiếu thảo, người anh phải thân thiện và người em phải cung kính lễ phép. Ở đây, lòng từ tâm của người cha có thể được mở rộng thành sự nhân nghĩa của quân đối với thần. Chừng nào mà các truyền thống gia đình vẫn còn được duy trì thì đạo đức xã hội một cách tự nhiên cũng có thể được duy trì. Tu thân, đề gia, trị quốc, bình thiên hạ chính là như vậy. Các tín ngưỡng Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đã đem lại cho người Trung Quốc một hệ thống đạo đức rất ổn định. Hệ thống đạo đức này là cơ sở cho sự bền vững, hòa bình và sự hài hòa trong xã hội. Hãy lấy 4 tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, 4 tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc làm ví dụ. Tây Du Ký là một câu chuyện thần thoại về tu luyện. Hồng Lâu Mộng giải thích khái niệm về tiền duyên thông qua câu chuyện tình yêu. Thủy Hử bắt đầu bằng câu chuyện về Thái Úy Hồng, người nắm binh lực, đã vô ý thả 108 con yêu ma ra như thế nào. Truyền thuyết này giải thích về nguồn gốc của 108 vị anh hùng lương sơn bạc. Tam Quốc Diễn Nghĩa bắt đầu bằng một cảnh báo của trời về một thảm họa và kết thúc bằng một đào trời không thể cưỡng lại được là hợp rồi tan, tan lại hợp. Đó cũng là lẽ nhiệm màu của trời đất vậy. Việc sử dụng thần thoại trong những tiểu thuyết này không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là sự phản ánh của một triết lý cơ bản của các trí thức Trung Quốc đối với tự nhiên và con người. Những tiểu thuyết này đã có một ảnh hưởng sâu sắc đối với tư tưởng của người Trung Quốc. Khi nói về nghĩa, mọi người thường nghĩ đến quan vũ của Tam Quốc Diễn Nghĩa hơn là đến ý nghĩa của chính từ đó. Nghĩa của ông đối với bạn bè đã vượt lên mai cao tới trời xanh như thế nào. Lòng trung thành không thể lay chuyển của ông với bề trên và người anh em kết nghĩa là Lưu Bị đã làm cho ngay cả kẻ thù cũng kính trọng ông như thế nào. Lòng dũng cảm của ông trong chiến trận đã chiến thắng ngay cả trong các tình huống bi đát nhất như thế nào. Và cuối cùng ông đã trở thành thần tiên với con trai của mình. Khi nói đến chữ Trung, người Trung Quốc nghĩ ngay đến Nhạc Phi, một vị tướng đời nhà Tống đã phục vụ đất nước với lòng trung chính tuyệt đối. Và Khổng Minh, thừa tướng của nước Thục trong thời Tam Quốc, người đã dâng trọn cuộc đời cho đến khi trái tim ông ngừng đập. Sự ca ngợi trung và nghĩa của văn hóa Trung Quốc truyền thống đã được miêu tả đầy đủ trong những câu chuyện sinh động của các tác giả này. Đạo giáo chú trọng chân, Phật giáo chú trọng thiền và Nho giáo coi trọng trung, thứ, nhân, nghĩa. Mặc dù có hình thức khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục đích, tất cả đều khiến cho con người trở về với đức thiện. Đây là những khía cạnh giá trị nhất của văn hóa Trung Quốc truyền thống, dựa trên cơ sở các tín ngưỡng Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nhiều người Trung Quốc có thể không biết chữ, nhưng họ vẫn quen với hí kịch truyền thống. Những hình thức văn hóa này đã là những phương cách quan trọng đối với người thường để học được đạo đức truyền thống. Trong lịch sử Trung Quốc, văn hóa truyền thống đã đạt tới đỉnh cao trong triều đại nhà Đường thịnh vượng. Cùng lúc với đỉnh cao về sức mạnh của đất nước Trung Quốc, khoa học cũng phát triển và có được danh tiếng độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Các học giả từ châu Âu, Trung Đông và Nhật Bản đã đến để học tập tại Trường An, kinh đô của triều đại nhà Đường. Các nước láng giềng của Trung Quốc đã coi Trung Quốc là nước bá chủ. Nhiều nước đã đến để tỏ lòng kính trọng đối với Trung Quốc, mặc dù họ có thể cần phải phiên dịch thông qua nhiều thứ tiếng trung gian và phải qua nhiều cửa khẩu. Sau triều đại nhà Tần, Trung Quốc thường bị các dân tộc thiểu số chiếm đóng. Điều này đã xảy ra trong các triều đại nhà Tùy, nhà Đường, nhà Nguyên và nhà Thanh. Và trong một số thời đại khác khi các dân tộc thiểu số thành lập chế độ của riêng họ. Tuy nhiên, hầu như tất cả những dân tộc thiểu số này đều đã bị đồng hóa theo văn hóa Trung Quốc. Điều này cho thấy sức mạnh hợp nhất to lớn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Như Khổng Tử đã nói, vì thế, nếu người ở xa không tuân theo, thì đưa họ đến gần bằng cách tu dưỡng văn hóa và đức hạnh của chúng ta. Rồi Đảng Cộng sản xuất hiện. Nó muốn đấu tranh và cố gắng xóa sạch khỏi tư tưởng nhân dân những thứ thuộc về đạo và trời. Văn hóa truyền thống kính trọng thiên ý. Như Khổng Tử đã từng nói, tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên. Cả Phật giáo và Đạo giáo đều là các tín ngưỡng hữu thần và tin vào sự luân hồi sinh tử và quy luật nhân quả, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đảng Cộng sản thì trái lại, không những tin vào thuyết vô thần mà còn vô pháp vô thiên. Đảng Cộng sản đã phiên dịch bài hát ca ngợi Cộng sản quốc tế sang tiếng Trung Quốc như thế này: không bao giờ có một đấng cứu thế, và chúng ta cũng không dựa vào Chúa để tạo ra hạnh phúc cho con người, chúng ta dựa hoàn toàn vào chính mình. Nho giáo coi trọng gia đình, tất cả mọi lòng tốt đều bắt đầu từ lòng hiếu thảo. Bản tuyên ngôn Cộng sản lại rõ ràng chủ trương bãi bỏ gia đình. Văn hóa truyền thống chỉ ra sự khác biệt giữa Trung Quốc và nước ngoài, còn bản tuyên ngôn Cộng sản là chủ trương bãi bỏ tính dân tộc. Văn hóa Nho giáo đề cao lòng tốt đối với người khác, còn Đảng Cộng sản thì khuyến khích đấu tranh giai cấp. Nho giáo đề cao lòng trung thành với vua và tình yêu đất nước. Bản tuyên ngôn Cộng sản thì đề xướng việc loại bỏ các quốc gia. Lòng trung thành trong văn hóa Trung Quốc truyền thống không có nghĩa là tận tâm mù quáng. Trong mắt của dân, hoàng đế là thiên tử, có trời ở trên hoàng đế không thể lúc nào cũng đúng. Những hành xử của hoàng đế được phán xét dựa trên các chuẩn mực kinh điển của Nho giáo. Đảng Cộng sản Trung Quốc độc tài không có cách nào có thể chấp nhận những tín ngưỡng truyền thống như thế. Nó muốn phong thánh cho những người lãnh đạo của chính nó, và vì vậy sẽ không để cho những khái niệm lâu đời như trời, đạo và thần chi phối từ bên trên. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thức được rằng nếu chịu theo những chuẩn mực của văn hóa truyền thống thì những gì nó làm sẽ bị coi là tội ác tày trời nhất đối với trời và đạo. Nó cũng nhận thức được rằng chừng nào mà văn hóa truyền thống còn tồn tại, nhân dân sẽ không ca ngợi Đảng Cộng sản là vĩ đại, quang vinh và luôn luôn đúng. Các học giả sẽ tiếp tục truyền thống khuyên rằng nhà vua bất chấp rủi ro cho sinh mệnh, bảo vệ công lý dù có phải hy sinh mạng sống, và đặt nhân dân lên trên những người trị nước, và nhân dân sẽ không trở thành những con rối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và Đảng Cộng sản sẽ không thể bắt nhân dân suy nghĩ theo cách của mình. Sự kính trọng trời đất và thiên nhiên của văn hóa truyền thống đã trở thành một chướng ngại cho cuộc chiến với thiên nhiên của Đảng Cộng sản hòng thay trời đổi đất. Văn hóa truyền thống quý trọng sinh mạng con người, dạy rằng bất cứ tình huống nào liên quan đến sinh mệnh con người cũng phải được xử lý với sự cẩn trọng nhất. Những nhận thức như vậy là trở ngại cho sự diệt chủng hàng loạt và thống trị bằng bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chứng mực đạo đức tối cao của văn hóa truyền thống là đạo trời đã cản trở việc bóp méo các nguyên tắc đạo đức của Đảng Cộng sản. Bản tuyên ngôn Cộng sản viết ra không phải với mục đích để chống lại văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhưng tất cả niềm tin của nó đều đi ngược lại văn hóa truyền thống. Vì vậy, nó chính là bản chất và cơ sở để Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại văn hóa dân tộc. Không có cách nào để dàn xếp sự đối lập này, và không thể tránh khỏi việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiêu diệt văn hóa truyền thống dựa trên bản chất đấu tranh cố hữu của mình. Do thế lực và văn hóa truyền thống bắt nguồn từ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, bước đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc phá hủy văn hóa truyền thống là tiêu diệt biểu hiện của các nguyên tắc thần thánh nơi thế gian con người, nhổ rễ cả ba tôn giáo tương ứng với các nguyên tắc thần thánh đó. Không lâu sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền, nó đã bắt đầu phá hủy các đền chùa, đốt kinh thư và bắt các tăng ni Phật tử phải hoàn tục. Nó cũng không nhẹ tay hơn chút nào trong việc phá hủy các địa điểm tôn giáo khác. Vào những năm 1960, hiếm có địa điểm tôn giáo nào còn tồn tại ở Trung Quốc. Cuộc đại cách mạng văn hóa đã mang đến những thảm họa văn hóa và tôn giáo, thậm chí còn thảm khốc hơn trong chiến dịch phá tứ cựu, nghĩa là phá bỏ các quan niệm cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ. Ví dụ, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc là chùa Bạch Mã, được xây dựng vào thời kỳ đầu của triều đại nhà Đông Hán ở ngoại ô thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Nó vinh dự được coi là cái nôi của Phật giáo ở Trung Quốc và là ngôi nhà của người sáng lập. Trong chiến dịch phá tứ cựu, chùa Bạch Mã tất nhiên đã không thể thoát khỏi bị cướp phá. Đoạn văn dưới đây được lấy từ một cuốn sách miêu tả các di tích văn hóa bị đốt phá như thế nào. Có một đội sản xuất chùa Bạch Mã ở gần ngôi chùa. Bí thư chi bộ đảng đã chỉ đạo nông dân đến phá tan ngôi chùa trên danh nghĩa cách mạng. Những bức tượng 18 vị La Hán bằng đất sét hơn 1.000 năm tuổi được làm trong triều đại nhà Liêu đã bị phá hủy. Kinh Bối Diệp do một vị cao tăng người Ấn Độ mang đến Trung Quốc 2.000 năm trước đã bị đốt. Một vật quý hiếm, ngựa ngọc bích, đã bị đập tan thành từng mảnh. Vài năm sau, quốc vương đang lưu vong của Campuchia là Norodom Sihanouk có một đề nghị đặc biệt là muốn đến thăm chùa Bạch Mã. Chu Ân Lai, thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ, đã vội vã ra lệnh chuyển tới Lạc Dương kinh Bối Diệp lưu trữ trong hoàng thành ở Bắc Kinh, và các bức tượng 18 vị La Hán làm trong thời nhà Thanh từ chùa Bích Văn ở vườn Hương Sơn ngoại ô Bắc Kinh. Với sự thay thế giả này, một khó khăn về mặt ngoại giao đã được giải quyết. Cuộc cách mạng văn hóa bắt đầu từ tháng 5 năm 1966. Trên thực tế, nó đã cách mạng văn hóa Trung Quốc theo cách phá hoại, bắt đầu từ tháng 8 năm 1966. Ngọn lửa điên cuồng của phá tứ cựu đã đốt cháy toàn bộ đất nước Trung Quốc. Bị coi là những vật thể của chế độ phong kiến, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xét lại, các đền chùa của Phật giáo, Đạo giáo, các bức tượng Phật, các danh thắng cổ tích, các bức thư pháp, các tác phẩm mỹ thuật, hội họa và đồ cổ đã trở thành những mục tiêu phá hoại chính của Hồng Vệ binh. Hãy lấy các bức tượng Phật làm ví dụ. Có 1000 pho tượng Phật được chạm khắc ngọc lưu ly trên đỉnh núi Vạn Thọ trong Di Hòa Viên ở Bắc Kinh. Sau phá tứ cựu, tất cả đều đã bị hư hại, không có pho tượng nào còn nguyên ngũ quan nữa. Thủ đô của đất nước là như thế này, và các vùng khác cũng như vậy, thậm chí cả những địa phương ở xa cũng không thoát. Chùa Lạng Thiên, nơi Lão Tử đã từng giảng đạo và để lại quyển đạo đức kinh nổi tiếng 2500 năm trước, nằm ở huyện Chu Chí, tỉnh Thiểm Tây, xung quanh nơi Lão Tử đã từng giảng đạo. Trong vòng bán kính 10 dặm có hơn 50 di tích lịch sử. Bây giờ, chùa Lạng Thiên và các di tích lịch sử khác đã bị phá hủy và tất cả các đạo sĩ đã bị bắt phải rời đi. Theo quy định của đạo giáo, một khi đã trở thành đạo sĩ thì sẽ không bao giờ cạo râu hay cắt tóc nữa. Tuy nhiên, bây giờ các đạo sĩ bị bắt phải cắt tóc, cởi bỏ áo choàng của đạo sĩ và trở thành thành viên của các công xã nhân dân. Một số trong số họ đã lấy con gái của các nông dân địa phương và trở thành con rể của họ. Tại các thánh địa của đạo giáo trong núi Lao Sơn ở tỉnh Sơn Đông, Thái Bình Cung, Thượng Thanh Cung, Hạ Thanh Cung, Đáo Mổ Cung, Hoa Nghiêm Am, Ngưng Chân Quang, Quang Đế Miếu, Tượng Thánh, Bình Cúng Tế, Cuốn Kinh Phật, Di vật văn hóa và miếu bia, tất cả đều đã bị đập tan và đốt trụi. Trong phá tứ cựu, nhiều quyển sách quý độc nhất vô nhị, các bức thư pháp và những bức họa do các nhà trí thức sưu tập đã bị quẳng vào lửa hoặc nghiền vụn thành bột giấy. Chương Bá Quân có một bộ sưu tập gia đình khoảng trên 10.000 cuốn sách. Những người cầm đầu Hồng Vệ binh đã đốt sách để lấy lửa sưởi ấm cho mình. Những gì còn lại đã bị đem đến nhà máy giấy và bị nghiền vụn thành bột giấy. Mạnh Hạo Nhiên, một nhà thơ nổi tiếng đời Đường, từng viết: "Việc đời thay thế nhau, luân chuyển thành kim cổ, non sông lưu danh tích, đời đời ta ngưỡng xem." Nếu nhân dân Trung Quốc ngày nay vẫn còn nhớ một phần lịch sử của mình, có thể họ sẽ có một cảm nhận khác khi ngâm bài thơ của Mạnh Hạo Nhiên này. Tinh hoa của văn hóa Trung Quốc đã được kế thừa và tích lũy qua hàng nghìn năm. Một khi đã bị phá hủy thì không thể khôi phục lại được nữa. Trải nghiệm giống như Chương Bá Quân có vô số trên khắp Trung Quốc. Hiếm có văn vật và di tích lịch sử nào thoát khỏi tấm bi kịch này. Khi chúng ta luyến tiếc cung điện mùa hè cổ, được biết đến như là cung điện của các cung điện, bị liên quân Anh Pháp đốt cháy trụi, khi chúng ta luyến tiếc kiệt tác Bách Khoa Toàn Thư Vĩnh Lạc Đại Điển bị ngọn lửa chiến tranh của quân xâm lược phá hủy, thì làm sao chúng ta có thể lường trước được rằng sự phá hủy do Đảng Cộng sản gây ra lại còn lan rộng, lâu dài và triệt để hơn gấp nhiều lần so với sự phá hủy của bất cứ quân xâm lược nào. Trong Đại Thừa Niết Bàn Kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiên đoán rằng sau khi ông nhập Niết Bàn, ma quỷ sẽ chuyển sinh làm tăng ni và nam nữ cư sĩ Phật giáo để phá hoại Pháp. Tất nhiên, chúng ta không thể kiểm chứng xem Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nói đến điều gì một cách chính xác. Tuy nhiên, Việc phá hoại Phật giáo của Đảng Cộng sản thực sự đã bắt đầu bằng cách thành lập một mặt trận thống nhất với một số Phật tử. Thậm chí họ đã cử một số đảng viên Cộng sản bí mật trực tiếp xâm nhập vào trong tôn giáo và phá hoại từ bên trong. Trong một cuộc họp phê bình trong cách mạng văn hóa, có người đã chất vấn Triệu Phát Sơ, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Trung Quốc lúc bấy giờ. Ông là một đảng viên Cộng sản, tại sao ông lại tin vào Phật giáo? Phật Thích Ca Mâu Ni đã đạt ngộ hoàn toàn và tối cao thông qua giới định huệ. Vì vậy, trước khi nhập Niết Bàn, ông đã dạy các đồ đệ của mình là phải giữ gìn và tôn trọng các giới cấm, không được buông bỏ hay vi phạm. Trong các kinh điển Phật giáo, nhiều loại nghiệp báo được miêu tả nếu phá bỏ giới cấm. Năm 1952, Đảng Cộng sản cử đại diện đến tham dự lễ ra mắt của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc. Tại buổi lễ, nhiều Phật tử trong giáo hội đã đề nghị bãi bỏ những giới cấm của Phật. Họ nói rằng những quy định này đã gây ra cái chết của nhiều thanh niên nam nữ. Một số người thậm chí còn biện hộ rằng mọi người phải được tự do tin theo bất cứ tôn giáo nào. Tăng ni nên được tự do lập gia đình, uống rượu và ăn thịt. Không ai nên can thiệp vào những việc này. Vào lúc đó, Sư phụ Hư Vân có mặt tại buổi lễ và thấy rằng Phật giáo đang phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt ở Trung Quốc. Ông đã bước lên phản đối những đề xuất này và đề nghị giữ gìn những giới cấm và y phục của Phật giáo. Sư phụ Hư Vân sau đó đã bị phỉ báng và bị dán nhãn là phản cách mạng. Ông bị giam giữ trong phòng trụ trì và không được ăn uống gì cả. Thậm chí ông còn không được ra khỏi phòng để sử dụng nhà vệ sinh. Ông cũng bị ra lệnh phải giao nộp vàng, bạc và súng đạn. Khi ông trả lời rằng ông không có những thứ đó, ông đã bị đánh đập tàn nhẫn tới mức xương sọ của ông bị rạn nứt, chảy máu và gãy xương sườn. Lúc đó ông đã 112 tuổi. Quân cảnh đã đẩy ông ngã từ trên giường xuống đất. Ngày hôm sau, khi chúng quay trở lại và thấy ông vẫn còn sống, chúng lại tiếp tục đánh đập ông rất tàn nhẫn. Giáo hội Phật giáo Trung Quốc được thành lập năm 1952 và Giáo hội Đạo giáo Trung Quốc được thành lập vào năm 1957. Cả hai đều đã tuyên bố rõ ràng trong bản tuyên bố thành lập của mình rằng họ sẽ theo sự lãnh đạo của chính quyền nhân dân. Trên thực tế, họ phải theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vô thần. Cả hai giáo hội đều ngụ ý rằng họ sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động sản xuất và xây dựng và thực thi các chính sách của chính quyền. Họ đã bị biến thành các tổ chức hoàn toàn trần tục. Tôn giáo là một cách để con người thoát khỏi thế giới trần tục và tu luyện bản thân mình. Họ nhấn mạnh vào bờ bên kia, bờ của giác ngộ hoàn toàn và thiên đường. Còn những hòa thượng và linh mục chính trị thành lập mặt trận thống nhất với Đảng Cộng sản đã nói hàng loạt những câu lừa đảo và dối trá như Phật giáo nhân gian và tôn giáo là chân lý, và chủ nghĩa xã hội cũng vậy. Họ nói rằng không có mâu thuẫn giữa bờ bên này và bờ bên kia. Họ khuyến khích các Phật tử và đạo sĩ truy cầu hạnh phúc, danh lợi, của cải và địa vị trong đời này và đã thay đổi các học thuyết và ý nghĩa của tôn giáo. Phật giáo nghiêm cấm sát sinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc thì giết người như diệt ruồi trong các cuộc đàn áp phản cách mạng. Do đó, các hòa thượng chính trị đã xào náo ra những ngụy biện rằng giết những kẻ phản cách mạng là từ bi vĩ đại hơn nữa. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược và giúp đỡ Triều Tiên 1950-1953, các hòa thượng còn bị đưa ra tiền tuyến để bắn giết. Tôn giáo giới nhân sĩ cũng tham gia捐献飞机大炮的运动。7月22日，中国基督教全国会议在北京召开，指出新中国4年来基督教进行的自治、自养、自传的反帝爱国运动。Hãy lấy Cơ đốc giáo làm một ví dụ nữa. Vào năm 1950, Ngô Diệu Tông đã thành lập một giáo hội tam tự theo các nguyên tắc tự quản, tự dưỡng và tự truyền. Ông ta nói rằng họ sẽ dứt bỏ khỏi chủ nghĩa đế quốc và tích cực tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược và giúp đỡ Triều Tiên. Một người bạn tốt của ông ta đã bị bỏ tù hơn 20 năm vì từ chối không gia nhập Tam Tự và đã phải chịu đủ các kiểu tra tấn nhục hình. Khi ông hỏi Ngô Diệu Tông, anh nghĩ thế nào về những thần thông của Chúa Giêsu đã thi triển? Ngô trả lời, tôi đã dứt bỏ tất cả chúng rồi. Không công nhận những thần thông mà Chúa Giêsu đã thi triển cũng đồng nghĩa với việc không công nhận thiên đường của Chúa Giêsu. Làm thế nào mà một người có thể được coi là tín đồ Cơ Đốc giáo khi mà người đó thậm chí không công nhận cả thiên đường mà Chúa Giêsu đã đi lên? Tuy nhiên, với tư cách là người sáng lập của Giáo hội Tam Tự, Ngô Diệu Tông đã trở thành một ủy viên của Ủy ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị. Khi ông ta bước vào lễ đường nhân dân, ông ta hẳn là đã quên mất những lời dạy của Chúa Giêsu. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Đảng Cộng sản đã tịch thu các tài sản của chùa, bắt các tăng ni phải nghiên cứu chủ nghĩa Marxist-Leninist để tẩy não họ, và thậm chí còn bắt họ phải lao động cưỡng bức. Điều lố bịch hơn nữa là Đảng Cộng sản khuyến khích các tăng ni lập gia đình để làm cho Phật giáo tan rã. Ví dụ, ngay trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 1951, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Sa, tỉnh Hồ Nam đã ra lệnh cho tất cả các ni cô trong tỉnh phải quyết định lập gia đình trong một vài ngày. Hơn nữa, các hòa thượng trẻ khỏe đã bị bắt, phải nhập ngũ và bị đưa ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Nhiều tôn giáo ở Trung Quốc đã bị tan rã dưới sự đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những người là tinh hoa chân chính của Phật giáo và Đạo giáo đã bị đàn áp. Trong số những người còn lại, nhiều người đã quay trở lại cuộc sống trần tục, và nhiều người khác là những đảng viên Cộng sản hoạt động bí mật, chuyên mặc áo cà sa, áo choàng đạo sĩ hay áo dài linh mục để bóp méo kinh Phật, Đạo giáo và kinh thánh, và để tìm cách biện hộ cho các hành động của Đảng Cộng sản trong những học thuyết này. Bước cuối cùng trong việc phá hoại một tín ngưỡng và văn hóa là phỉ báng để người dân kể từ đó khinh miệt tôn giáo ấy và khiến nó không thể khôi phục lại. Đảng Cộng sản coi truyền thống của những người theo đạo hồi là một trong tứ cựu: cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu truyền thống và cựu tập quán. Do đó, nó đã bắt những người theo đạo hồi phải ăn thịt lợn, những người nông dân theo đạo hồi và những nhà thờ Hồi giáo bị bắt phải nuôi lợn, và mỗi một hộ gia đình mỗi năm phải cung cấp cho nhà nước 2 con lợn. Hồng Vệ binh thậm chí còn bắt Đức Đệ Nhị Đại Hoạt Phật Lạc Ma Ban Thiền ở Tây Tạng phải ăn phân người. Họ ra lệnh cho 3 hòa thượng của chùa Cáp Lạc ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất được xây dựng trong thời hiện đại, phải cầm một tấm bảng ghi dòng chữ địa ngục với kinh chúng chứa đài phân. Vào năm 1971, Đảng Cộng sản đã khởi động một cuộc vận động điên cuồng phê bình Khổng Tử. Một nhà văn có bút danh Lương Hiệu đã đăng một bài trên tạp chí Hồng Kỳ, là tạp chí cổ động của Đảng Cộng sản, với nhan đề Khổng Tử là ai. Bài báo miêu tả Khổng Tử như là một người điên muốn quay ngược lịch sử và là một kẻ mị dân láo cá và lừa bịp. Theo sau đó là một chuỗi các tranh và bài hát đã kích phỉ báng Khổng Tử. Bằng cách này, sự trang nghiêm và thần thánh của tôn giáo và văn hóa đã bị hủy diệt. Chữ viết của người Trung Quốc là hiện thân của tinh hoa 5.000 năm văn minh. Tượng hình và phát âm của mỗi chữ và các thành ngữ và hàm nghĩa văn chương tạo thành từ sự kết hợp của các chữ, tất cả đều biểu đạt các ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Đảng Cộng sản đã không chỉ đơn giản hóa chữ viết Trung Quốc mà còn cố gắng thay thế chúng bằng hệ thống phiên âm Latin, loại bỏ tất cả truyền thống văn hóa khỏi các chữ viết và ngôn ngữ Trung Quốc. Nhưng kế hoạch thay thế đó đã thất bại nên đã không gây thiệt hại hơn nữa cho ngôn ngữ Trung Quốc. Tuy nhiên, những người trí thức Trung Quốc thừa kế văn hóa truyền thống đó đã không may mắn như vậy. Trước năm 1949, Trung Quốc có khoảng 2 triệu trí thức, mặc dù một số đã học tập ở các nước phương Tây, họ vẫn còn giữ lại một số tư tưởng nho giáo. Chắc chắn là Đảng Cộng sản không thể buông lỏng việc kiểm soát họ, bởi vì là các thành viên của tầng lớp học giả quý tộc truyền thống, cách nghĩ của họ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư tưởng của dân chúng. Vào tháng 9 năm 1951, Đảng đã phát động một cuộc vận động cải tạo tư tưởng trên diện rộng, bắt đầu với những trí thức ở trường Đại học Tổng hợp Bắc Kinh và yêu cầu tổ chức một cuộc vận động giữa các giáo viên trong các trường đại học, trung học và tiểu học và các sinh viên đại học để họ tự thuật lý lịch của mình một cách trung thực và chính xác nhằm thanh trừ các phần tử phản cách mạng. Mao Trạch Đông không bao giờ ưa những người trí thức, ông ta nói những người đó phải nhận ra sự thật rằng trên thực tế, nhiều người được gọi là trí thức, nói một cách tương đối hết sức ngu dốt, những người công nhân và nông dân đôi khi còn biết nhiều hơn họ. So với công nhân và nông dân, thì những người trí thức chưa qua cải tạo là không sạch sẽ, và theo phân tích trên đây, thì công nhân và nông dân là những người sạch sẽ nhất, mặc dù tay họ bẩn và chân họ dính phân bò. Cuộc đàn áp trí thức của Đảng đã bắt đầu bằng nhiều hình thức buộc tội. Từ việc phê bình Vũ Huấn năm 1951 vì đã mở trường dạy học bằng tiền ăn xin, đến việc đích thân Mao Trạch Đông đã kết tội nhà văn Hồ Phong là phản cách mạng năm 1955. Ban đầu, giới trí thức chưa bị liệt vào giai cấp phản động, nhưng đến năm 1957, sau khi một số tôn giáo chính đã đầu hàng sau cuộc vận động mặt trận thống nhất, Đảng Cộng sản đã có thể tập trung lực lượng vào giới trí thức. Cuộc vận động chống cánh hữu vì vậy đã được phát động. Vào cuối tháng 2 năm 1957, với tuyên bố trăm hoa đua nở trăm phái tranh luận, Đảng Cộng sản đã kêu gọi những người trí thức nói lên các đề xuất và phê bình của mình với Đảng và hứa là sẽ không trả thù. Những người trí thức vốn đã không hài lòng với Đảng trong một thời gian dài vì sự kiểm soát của nó trên mọi lĩnh vực, mặc dù nó không phải là chuyên gia trong các lĩnh vực đó, và vì việc nó giết hại dân thường vô tội trong các cuộc vận động trấn áp phản cách mạng trong thời kỳ 1950-1953 và tiêu diệt phản cách mạng trong thời kỳ 1955-1957. Họ đã tưởng rằng Đảng cuối cùng đã trở nên cởi mở. Vì vậy, họ đã bắt đầu nói ra những cảm nghĩ thực của mình và sự phê bình của họ ngày càng mạnh lên. Nhiều năm sau đó, vẫn có nhiều người tin rằng Mao Trạch Đông chỉ bắt đầu tấn công những người trí thức sau khi không thể chịu đựng được những lời phê bình quá gay gắt của họ. Tuy nhiên, sự thực hóa ra lại không phải như vậy. Ngày 15 tháng 5 năm 1957, Mao Trạch Đông viết một bài có nhan đề "Sự tình đang bắt đầu thay đổi" và cho lưu hành trong nội bộ các quan chức cao cấp của Đảng. Bài đó viết rằng, trong những ngày gần đây, những kẻ cánh hữu đã cho thấy chúng kiên quyết nhất và điên cuồng nhất. Những kẻ cánh hữu là những kẻ chống cộng, đang liều lĩnh cố gắng khuấy động lên một cơn bão trên cấp 7 ở Trung Quốc và quyết tâm tiêu diệt Đảng Cộng sản. Sau đó, những quan chức đã thờ ơ với chiến dịch trăm hoa đua nở, trăm phái tranh luận, đột nhiên trở nên hăng hái và sốt sắng. Trong hồi ký của mình, "Quá khứ không biến mất như làn khói", con gái của Trương Bá Quân đã kể lại. Lý Duy Hán, Bộ trưởng Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất, đã đích thân gọi Trương Bá Quân để mời ông đến dự một cuộc họp chỉnh đốn để bày tỏ quan điểm của ông về Đảng Cộng sản. Trương Bá Quân được sắp xếp ngồi trên hàng ghế đầu, không biết rằng đó là một cái bẫy. Trương Bá Quân đã nói rõ những phê bình của mình về Đảng. Trong suốt buổi họp, Lý Di Hán có vẻ thoải mái. Trương Bá Quân có thể đã tưởng rằng Lý Di Hán đồng ý với những điều mình nói. Ông đã không biết rằng Lý Di Hán đang vui mừng khi thấy con mồi của mình đang xa vào bẫy. Sau cuộc họp, Dương Bá Quân bị coi là kẻ cánh hữu số 1 ở Trung Quốc. Chúng ta có thể dẫn ra một chuỗi các ngày trong năm 1957 đánh dấu các đề xuất hay diễn văn của những người trí thức đưa ra các phê bình hay đề nghị. Viện Thiết kế Chính trị của Trương Bá Quân vào ngày 21 tháng 5, các quan điểm vô lý chống Xô Viết của Long Vân vào ngày 22 tháng 5, Ủy ban Bình Phản của La Long Cơ ngày 22 tháng 5, diễn văn của Lâm Hy Linh về phê bình chủ nghĩa xã hội phong kiến của Đảng Cộng sản tại Trường Đại học Tổng hợp Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 5, Đảng nên ngừng lãnh đạo nghệ thuật của Ngô Tổ Quang vào ngày 31 tháng 5, Đảng chi phối thế giới của Chư An Bình vào ngày 1 tháng 6. Tất cả các đề xuất và diễn văn này đã được mời và được trình lên sau khi Mao Trạch Đông đã mài sắc lưỡi dao đồ tể của mình. Tất cả những người trí thức này có thể đoán được rằng sau đó đã bị dán nhãn là cánh hữu. Có hơn 550.000 những kẻ cánh hữu như vậy trên toàn quốc. Truyền thống Trung Quốc là học giả thà chết chứ không chịu nhục, hay sĩ khả sát, bất khả nhục. Đảng có khả năng làm nhục những người trí thức bằng cách từ chối quyền được sống của họ và thậm chí kết tội cả gia đình họ, trừ phi họ chịu nhục. Nhiều trí thức đã đầu hàng. Trong suốt quá trình, một số đã kể tội người khác để cứu mình, làm tan nát trái tim của bao nhiêu người. Những người không chịu nhục đã bị giết chết để làm gương đe dọa các trí thức khác. Tầng lớp học giả truyền thống, những người mẫu mực của đạo đức xã hội, vì thế mà đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mao Trạch Đông nói, Tần Thủy Hoàng đáng kể gì, ông ta chỉ giết 46 chục nho sĩ, còn chúng ta đã giết chết cả 46.000 thằng trí thức hữu nho ấy chứ. Trong cuộc đàn áp phản cách mạng, chẳng phải chúng ta đã giết cả những thằng trí thức phản cách mạng hay sao? Tôi đã tranh luận với những người theo phái dân chủ buộc tội chúng ta là hành động như Tần Thủy Hoàng. Tôi nói rằng họ đã nhầm. Chúng ta còn vượt xa ông ta đến cả 100 lần ấy chứ. Đúng vậy, Mao đã không chỉ giết các trí thức, nghiêm trọng hơn, ông ta đã hủy diệt cả tâm trí họ. Trong khi Đảng Cộng sản đang phá hủy văn hóa bán thần truyền thống của Trung Quốc, Đảng cũng thầm lặng thiết lập văn hóa đảng của chính mình thông qua các cuộc vận động chính trị liên tiếp. Một trong những tài liệu kinh điển của Đảng là diễn văn tại Hội nghị tọa đàm Diên An về văn học nghệ thuật của Mao Trạch Đông đã đặt các nỗ lực văn hóa và quân đội như hai chiến tuyến. Nó tuyên bố rằng chỉ có quân đội vũ trang thì chưa đủ, cũng cần phải có một quân đội văn học nghệ thuật. Nó quy định rằng văn học nghệ thuật phải phục vụ chính trị và văn học nghệ thuật của giai cấp vô sản là các bánh xe và ốc vít của cỗ máy cách mạng. Một hệ thống hoàn chỉnh của văn hóa đảng đã được phát triển từ đây, với chủ nghĩa vô thần và đấu tranh giai cấp là nòng cốt. Hệ thống này hoàn toàn đi ngược lại với văn hóa truyền thống và xâm nhập vào mọi phương diện trong đời sống nhân dân. Nó đã hình thành nên một môi trường nhân văn của khủng bố và chuyên quyền để Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát người dân chặt chẽ hơn nữa. Một trong những vai trò quan trọng của văn hóa đảng là để ca tụng sự độc tài của Đảng Cộng sản và những giá trị của học thuyết vô thần và đấu tranh giai cấp của nó. Những người đã trải qua cách mạng văn hóa đã có thể vẫn còn nhớ một cách sống động vở kịch mão của nhạc vũ kịch hiện đại, các bài hát nổi tiếng có lời là những câu nói của Mao Trạch Đông và điệu nhảy trung thành. Nhiều người vẫn còn nhớ lời của các cuộc hội thoại trong Bạch Mao Nữ, chiến tranh địa đạo và chiến tranh địa lôi. Những tác phẩm văn học này đã tạo nên ấn tượng sâu sắc lên người dân Trung Quốc. Khi nói về bóc lột, rất tự nhiên người ta nghĩ đến Chu Bái Bì, một nhân vật trong truyện được miêu tả là giả tiếng gà gáy để đánh thức người làm thuê trong nhà dậy làm việc vào nửa đêm. Khi nói về những kẻ cường hào ác bá, rất tự nhiên người ta nghĩ đến Hồ Hán Tam, một nhân vật hư cấu được khắc họa như một kẻ áp bức độc ác. Mẹ của Hoàng Thế Nhân trở thành từ đồng nghĩa với độc ác, xã hội cũ đồng nghĩa với nghèo khổ, và chỉ có xã hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, người dân mới được hưởng một cuộc đời tươi sáng. Trên thực tế, Đảng đã tải não nhân dân, nhồi nhét vào đầu họ những thông điệp như Đảng vinh quang và vĩ đại. Đảng đã gian khổ và dũng cảm, chiến đấu chống kẻ thù. Những chiến sĩ của Đảng đã hiến dâng tất cả cho Đảng. Họ đã sẵn lòng hy sinh cho Đảng như thế nào, và kẻ thù thì ngu ngốc và tàn bạo như thế nào. Ngày này qua ngày khác, bộ máy tuyên truyền của Đảng đã tiêm vào mọi cá nhân những niềm tin mà Đảng cần. Ngày nay, nếu quay trở lại xem bản Anh Hùng Ca của Khiêu Vũ Nhạc, Phương Đông Màu Đỏ, ta sẽ thấy rằng toàn bộ chủ đề và phong cách của cả vở diễn là về giết, giết và giết nhiều hơn nữa. Một bước vượt qua giới hạn của chân lý sẽ là sai lầm. Văn hóa Đảng cũng lạm dụng đạo đức truyền thống tới một mức độ nào đó. Ví dụ, văn hóa truyền thống coi trọng tín, Đảng Cộng sản cũng vậy. Tuy nhiên, những gì nó khuếch trương là trung thành và trung thực với Đảng. Văn hóa truyền thống nhấn mạnh chữ hiếu. Đảng Cộng sản có thể bỏ tù những người không chu cấp cho cha mẹ của mình. Nhưng lý do thực sự lại là nếu không thì những người cha mẹ này sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ. Khi phù hợp với nhu cầu của Đảng, con cái sẽ bị bắt buộc phải vạch rõ ranh giới, ngăn cách mình với cha mẹ. Văn hóa truyền thống coi trọng chữ trung, tuy thế dân là quan trọng bậc nhất, sau đó là đến đất nước, và cuối cùng mới là những người cai trị, quân khinh dân quý, xã tắc vi trọng. Trung mà Đảng ưa thích là ngu trung, hoàn toàn mù quáng tới mức nhân dân bị yêu cầu phải tin vào Đảng Cộng sản một cách vô điều kiện và phải tuân theo Đảng mà không được có bất kể một thắc mắc gì. Trong văn hóa truyền thống, âm nhạc được coi là một cách để kiềm chế dục vọng của con người. Trong Lạc Thư, tập 24 của Sử Ký, Tư Mã Thiên đã nói rằng bản tính của con người là hòa nhã. Cảm giác đối với những thứ bên ngoài gây ảnh hưởng đến cảm xúc của con người và khuấy động lên tình cảm yêu và ghét dựa trên tính cách và trí tuệ của người đó. Nếu những tình cảm này không bị kiểm soát, người ta sẽ bị lôi cuốn bởi vô vàn những cám dỗ bên ngoài và sẽ thuận theo những tình cảm ở trong tâm và làm rất nhiều điều xấu. Vì vậy, Tư Mã Thiên đã nói các hoàng đế trong quá khứ đã sử dụng các sách dạy lễ nghi và âm nhạc để tiết chế dân. Các bài hát nên vui nhưng không tục, buồn nhưng không quá đau khổ. Các bài hát nên diễn tả cảm giác và mong muốn, nhưng vẫn kiểm soát những tình cảm này. Khổng Tử đã nói trong Luận Ngữ 300 câu kinh thi có thể được tóm tắt trong một câu: không nghĩ tà. Một thứ đẹp như âm nhạc, tuy nhiên đã bị Đảng Cộng sản sử dụng như một phương pháp để tẩy não nhân dân. Những bài hát như chủ nghĩa xã hội là tốt, sẽ không có Trung Quốc mới nếu không có Đảng Cộng sản, và nhiều bài khác nữa đã được hát từ lớp mẫu giáo cho đến đại học. Khi hát lên những bài này, nhân dân đã chấp nhận một cách vô ý thức những ý nghĩa của ca từ. Hơn nữa, Đảng Cộng sản đã ăn trộm giai điệu của những bài hát dân gian hay nhất và thay thế những lời nguyên gốc bằng những lời ca ngợi Đảng. Việc này đã đồng thời phá hoại văn hóa truyền thống và tự đề cao đảng. Những lời thường được Đảng Cộng sản sử dụng rất mị dân, chúng không chỉ để ca ngợi đảng mà còn bóp méo lịch sử. Ví dụ, Đảng gọi cuộc nội chiến lật đổ Quốc dân Đảng là cuộc chiến tranh giải phóng. Nó gọi thời kỳ sau 1949 là sau khi thành lập nước. Trên thực tế, Trung Quốc đã tồn tại từ lâu trước đó. Đảng Cộng sản đơn giản chỉ là thiết lập nên một chế độ chính trị mới. 3 năm nạn đói khủng khiếp được gọi là 3 năm thiên tai, trong khi trên thực tế, nó không phải là thiên tai một chút nào, mà hoàn toàn là tai họa do con người gây ra. Tuy nhiên, khi nghe những lời này trong cuộc sống hàng ngày và bị chúng gây ảnh hưởng một cách không thể cảm nhận được, nhân dân theo một cách vô thức đã chấp nhận những khái niệm mà đảng muốn tiêm vào đầu họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng lạm dụng các từ ngữ trong tôn giáo và bóp méo nội dung ý nghĩa nguyên gốc của những từ ngữ này. Ví dụ, từ giác ngộ trong tôn giáo dùng để nói đến sự giác ngộ của một người tu luyện về ý nghĩa chân thực của cuộc đời để quay trở về với bản tính đích thực của người đó. Tuy nhiên, đảng đã thay đổi ý nghĩa này thành sự hiểu biết sâu sắc về đảng. Đồng thời, đảng đã tạo ra một hệ thống diễn văn và thuyết trình riêng, như các hội nghị của đảng dứt khoát phải luôn bắt đầu rất thành công và kết thúc một cách hài lòng. Những cuộc gặp gỡ với các quan chức nước ngoài dứt khoát là luôn được tiến hành trong một bầu không khí thân thiện và chân thực. Các giải pháp của đảng dứt khoát luôn được nhân dân ủng hộ vững chắc, tuân thủ và thực hiện. Sử dụng ngôn ngữ lừa gạt trong phê bình đại chúng, dùng những lời tăng bốc để hát ca ngợi đảng và các hình thức nghi lễ sáo rỗng như tiểu luận 8 đoạn để khiến nhân dân bị biến thành những người nói một cách vô thức theo các cách suy nghĩ quảng bá khái niệm đấu tranh giai cấp và ca ngợi đảng. Cơ chế thống trị của đảng giống như một hệ thống dẫn nước dựa vào áp lực cao và khép kín để duy trì tình trạng kiểm soát của nó. Thậm chí một lỗ thủng nhỏ cũng có thể làm cho hệ thống sụp đổ. Sự chuyên quyền và chuyên chế là bản chất của văn hóa đảng nhằm phục vụ cho đấu tranh giai cấp và chính trị. Nó ảnh hưởng tinh vi lên tinh thần bên trong cũng như hành vi bên ngoài của nhân dân. 下面给您预告一下本台今天第3次播音时间所要播出的节目内容。18:20开始起预告节目。Vì nhân dân không được tự do trong suy nghĩ, phát biểu, liên kết hay tín ngưỡng và bị buộc phải phù hợp với Hội đồng Trung ương Đảng, văn hóa Đảng Cộng sản là một sự độc quyền duy nhất. Trong 55 năm qua, Đảng đã liên tục sử dụng khủng bố để trấn áp tâm trí của nhân dân Trung Quốc. Đảng đã dùng roi và lưỡi dao đồ tể của mình để bắt nhân dân tuân theo. Nhân dân không bao giờ biết được là khi nào những tai họa khôn lường sẽ rơi xuống đầu họ. Nhân dân sống trong sợ hãi, đã trở nên phục tùng. Sự kiểm soát xã hội của đảng là rất toàn diện, có hệ thống đăng ký hộ khẩu hộ tịch, hệ thống tổ dân phố, hệ thống các chi bộ đảng ở tất cả các cấp. Các chi bộ đảng được thiết lập ở cả các công ty. Mỗi một làng đều có chi bộ đảng. Đảng Cộng sản đã hoàn toàn phớt lờ các nguyên tắc của pháp quyền trong xã hội hiện đại và mạnh mẽ thúc đẩy chính sách liên lị. Đảng sử dụng quyền lực tuyệt đối của mình để trừng phạt các họ hàng của những người bị dán nhãn là địa chủ, giàu có, phản động, phần tử xấu và cánh hữu. Đảng đã đề xuất ra lý thuyết nguồn gốc giai cấp, rằng bản chất của một người được quyết định bởi giai cấp mà họ được sinh ra trong đó. Ngày nay, đảng sẽ quy trách nhiệm cho những người lãnh đạo chủ chốt nếu họ không thể ngăn các học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh kháng cáo. Nếu một người tập pháp luân công, tất cả mọi thành viên trong gia đình sẽ bị đuổi việc, tất cả mọi người trong công ty sẽ không được lãnh thưởng. Đảng cũng ban hành những chính sách phân biệt đối xử, phân loại trẻ em thành có thể giáo dục và chuyển hóa, hoặc 5 giai cấp đen, địa chủ, phú nông, phản động, phần tử xấu và cánh hữu. Đảng thúc đẩy việc tuân theo đảng và đặt chính nghĩa lên trên cả lòng trung thành với gia đình. Những hệ thống như lý lịch nhân sự và tổ chức và khai báo tạm trú tạm vắng được thiết lập để bảo vệ việc thực thi các chính sách của đảng. Nhân dân được khuyến khích tố cáo những người khác và được khen thưởng vì những đóng góp cho đảng. Thêm vào đó, văn hóa đảng trên phương diện tuyên truyền còn bao gồm nhiều hình thức, ví dụ như văn hóa một tiếng nói. Tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng đều được khuấy động lên để hát những lời ca ngợi và đồng loạt nói ủng hộ đảng. Khi cần, những người lãnh đạo của mọi cấp đảng, chính phủ, quân đội, công nhân, đoàn thanh niên và các tổ chức phụ nữ sẽ được đem ra để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với đảng. Tất cả mọi người đều phải đi qua thử thách đó. Những hình thức khác bao gồm văn hóa khuyến khích bạo lực, văn hóa lừa đảo và dối trá, văn hóa tẩy não, văn hóa nịnh hót, văn hóa ngạo mạn và văn hóa đảo lộn đúng sai. Bằng cách này, đảng đã thiết lập nên một thứ văn hóa biến con người thành những cỗ máy. Đảng muốn nhân dân phải là những con ốc không bao giờ han rỉ trong cỗ máy cách mạng, là công cụ thuần phục cho đảng. Người dân cũng bị hình thành trong đầu một văn hóa tự tẩy não và phục tùng vô điều kiện. Họ ép mình tuân theo các khẩu hiệu như hãy chiến đấu không ngừng để diệt trừ bất cứ tư tưởng ích kỷ nào thoáng qua trong tâm trí. Hãy phát động một cuộc cách mạng trong thâm tâm của mình. Hãy duy trì liên kết tối đa với Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hãy thống nhất tư tưởng, thống nhất bước chân, thống nhất mệnh lệnh và thống nhất chỉ đạo. Những nhân tố tà độc trong bản chất con người như ích kỷ, ganh tị, làm hại người khác hoặc thậm chí là sát muối và vết thương người khác càng được khuếch đại hơn nữa bởi đảng. Những ví dụ quanh vấn đề này còn có rất nhiều. Mọi người từ Trung Quốc đại lục có thể tìm thấy nhiều loại yếu tố của văn hóa đảng từ các kinh nghiệm cá nhân của mình. Đảng đã hình thành nên một môi trường nhân bản thích hợp cho sự sống còn của bóng ma tà linh của nó. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cải cách kinh tế và thực hiện chính sách mở cửa, nó đã khôi phục lại nhiều nhà thờ cũng như các ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo. Nó dựng nên các ngôi làng văn hóa dân gian tại Trung Quốc. Nó cũng tổ chức các hội chợ văn hóa và triển lãm di vật khảo cổ tại nước ngoài. Nhiều loại hí kịch, nghệ thuật dân gian và nghề thủ công, cũng như các bức họa Trung Quốc, thư pháp và ẩm thực, dường như được quảng bá và phát triển rộng rãi. Chúng có vẻ như rất huy hoàng và đua nhau tỏa sáng. Tuy nhiên, đây thực ra là nỗ lực cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc để sử dụng phá hủy những gì còn sót lại của nền văn hóa truyền thống. Văn hóa đảng đơn thuần chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài chứ không phải là tinh hoa của văn hóa truyền thống. Văn hóa Trung Quốc bao hàm một ý nghĩa thần thánh trong đó, ví dụ, khoa học cổ điển của Trung Quốc trực tiếp nghiên cứu những thứ như thân thể người, sự sống và vũ trụ. Hãy lấy Đông y làm ví dụ. Theo một tài liệu y học cổ, hầu hết các vị thần y vĩ đại đều có công năng đặc dị. Khi Biện Thước gặp Thái Hoàng Công, chỉ cần quan sát màu sắc nước da, ông đã biết được bệnh của bệnh nhân. Khi gặp Tào Tháo, Hoa Đà ngay lập tức biết rằng Tào Tháo có khối u trong não. Tuy nhiên, những điều tinh hoa này ngày nay lại thường bị công kích là mê tín. Những gì y học Trung Quốc kế thừa ngày hôm nay chỉ là những bài thuốc hay những kinh nghiệm tích lũy được từ thử nghiệm và sai sót. Các bác sĩ Trung Quốc phải học theo y học phương Tây như những kiến thức cơ bản. Sự chẩn đoán và điều trị cũng phụ thuộc vào việc đo huyết áp và chụp X-quang, chứ không hề dựa trên phương pháp truyền thống. Tinh hoa của văn hóa là ý nghĩa đạo đức bên trong của nó, còn hình thức bề mặt chỉ có giá trị giải trí. Đảng Cộng sản đã khôi phục lại những nhân tố bề mặt của văn hóa để phục vụ giải trí và che đậy mục đích phá hoại đạo đức của mình. Bất kể có bao nhiêu cuộc triển lãm trưng bày thư pháp và nghệ thuật mà Đảng đã tổ chức, bao nhiêu lễ hội văn hóa có múa rồng múa lân mà Đảng đã dàn dựng, bao nhiêu lễ hội ẩm thực mà Đảng chủ trì, Đảng chỉ đơn giản là đang khôi phục lại vẻ bề ngoài, chứ không phải là tinh hoa của văn hóa. Nó đã làm lệch lạc hiểu biết của người dân về văn hóa truyền thống đích thực. Văn hóa Đảng đã trợ giúp đắc lực cho Đảng Cộng sản Trung Quốc giành quyền lực và kiểm soát toàn xã hội. Giống như quân đội, nhà tù và lực lượng cảnh sát, văn hóa Đảng cũng là một cỗ máy bạo lực với một kiểu tàn bạo khác, sự tàn bạo trong văn hóa. Bằng việc phá hủy 5.000 năm văn hóa truyền thống, sự tàn bạo trong văn hóa này để thu hẹp lý trí của nhân dân và ngầm phá hoại sự liên kết của dân tộc Trung Quốc. Cùng lúc đó, sự phá hoại văn hóa truyền thống đã gây ra cho chúng ta những thiệt hại vật chất không thể ngờ tới. Văn hóa truyền thống coi trọng sự hài hòa giữa trời đất và con người và sự đồng tồn tại hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Đảng Cộng sản đã công khai tuyên bố niềm vui bất tận của việc đấu trời đấu đất. Thứ văn hóa này của Đảng đã trực tiếp dẫn đến sự thoái hóa nghiêm trọng của môi trường tự nhiên, gây tai họa cho Trung Quốc hôm nay. Nhân dân Trung Quốc sau khi đã từ bỏ giá trị truyền thống như người quân tử quý trọng của cải nhưng làm giàu một cách chân chính, đã tùy tiện tàn phá và làm ô nhiễm môi trường tự nhiên. Hiện tại, hơn 75% của 50.000 km sông ở Trung Quốc là không phù hợp cho cá sống. Hơn 1/3 nước ngầm đã bị ô nhiễm, thậm chí là từ một thập kỷ trước, và bây giờ tình hình vẫn tiếp tục xấu đi. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra ở dòng sông Hoài. Một đứa trẻ nhỏ đang chơi trên dòng sông đầy dầu tạo ra một tia lửa, mà khi chạm bề mặt của dòng sông đã cháy thành một ngọn lửa cao 5 mét. Khi ngọn lửa bốc lên không khí, hơn 10 cây liễu trong khu vực xung quanh đã bị đốt cháy trụi. Ta có thể dễ dàng thấy rằng ai uống nước đó không thể không phát bệnh ung thư hay các bệnh tật lạ khác. Các vấn đề về môi trường khác như quá trình sa mạc hóa và muối hóa ở vùng Tây Bắc Trung Quốc và ô nhiễm công nghiệp ở những vùng phát triển, tất cả đều có liên quan đến việc xã hội đã đánh mất đi sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Văn hóa truyền thống tôn trọng sinh mạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng nổi loạn mà chính đảng và cuộc đấu tranh chống con người là đầy thích thú. Dưới danh nghĩa cách mạng, đảng có thể giết người và làm chết đói hàng chục triệu người. Điều này đã làm cho nhân dân không còn coi trọng sinh mạng và khuyến khích sự lan tràn của hàng giả độc hại trên thị trường. Ví dụ, ở thành phố Phụ Dương của tỉnh An Huy, nhiều trẻ em khỏe mạnh đã trở thành có chân tay ngắn, thân thể gầy yếu và đầu to trong thời kỳ bú mẹ. 8 đứa trẻ đã chết vì căn bệnh kỳ lạ này. Sau khi điều tra, người ta đã phát hiện ra rằng căn bệnh này có nguyên nhân là một loại sữa bột chứa chất độc của một nhà sản xuất tham lam và có tâm địa xấu xa. Cộng tra ra 46 cái không hợp cách sản xuất của 55 chủng奶粉. Theo thống kê, có 13 trẻ em do ảnh hưởng của một số người cho cua, rắn và rùa ăn kích thích tố và thuốc kháng sinh, trộn cồn công nghiệp vào rượu vang, làm bóng gạo bằng mỡ công nghiệp và làm trắng bột mì bằng các chất làm trắng công nghiệp. Trong 8 năm, một nhà sản xuất ở tỉnh Hà Nam đã sản xuất hàng nghìn tấn gạo ăn mỗi tháng. Sử dụng nhiên liệu chứa chất gây ung thư như dầu phế thải, dầu ép từ các đồ ăn thừa hoặc đất sét chứa dầu còn dư sau khi nó đã được sử dụng. Sản xuất đồ ăn độc hại không phải là một hiện tượng hiếm gặp hay cục bộ, mà là phổ biến trên toàn Trung Quốc. Điều này hoàn toàn là do những truy cầu lợi ích, ích kỷ, xuất phát từ việc phá hoại văn hóa và hậu quả là sự suy đồi của đạo đức con người. Không giống như sự độc quyền tuyệt đối và độc nhất của văn hóa đảng, văn hóa truyền thống có một khả năng hòa hợp rất lớn. Trong triều đại nhà Đường thịnh vượng, tư tưởng Phật gia, Cơ đốc giáo và các tôn giáo phương Tây khác cùng tồn tại một cách hài hòa với tư tưởng Nho gia và Đạo gia. Văn hóa truyền thống Trung Quốc đích thực giữ một thái độ dung hòa và cởi mở đối với nền văn minh phương Tây hiện đại. Bốn con hổ của châu Á, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc và Hồng Kông đã tạo ra một bản sắc văn hóa Tăng Nho gia. Các nền kinh tế đang khởi sắc của họ đã chứng minh rằng văn hóa truyền thống không phải là một cản trở đối với sự phát triển xã hội. Đồng thời, văn hóa truyền thống đích thực đo lường chất lượng của cuộc sống con người dựa trên cơ sở của sự hạnh phúc từ bên trong hơn là sự thoải mái vật chất từ bên ngoài. Một bài thơ cổ nổi tiếng của Trung Quốc viết rằng: "Tôi thà không có ai khiển trách sau lưng mình hơn là có người ca ngợi tôi trước mặt. Tôi thà có được cảm giác yên tâm hơn là có được sự thoải mái nơi thân thể." Đào Uyên Minh đã sống trong cảnh nghèo nàn, nhưng ông đã giữ được một tinh thần vui vẻ và đã hưởng một cuộc đời thư thái. Hái hoa cúc dưới hàng rào phía đông, lặng nhìn Nam Sơn ở đằng xa. Văn hóa không đưa ra những câu trả lời cho các câu hỏi như làm thế nào để mở rộng sản xuất công nghiệp hay lựa chọn hệ thống xã hội nào. Thay vào đó, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đem đến các chỉ dẫn và ước chế về mặt đạo đức. Sự phục hồi thực sự của văn hóa truyền thống sẽ là sự khôi phục lòng tôn kính đối với trời, đất và thiên nhiên, sự tôn trọng sinh mệnh và sự kính ngưỡng đối với thần thánh. Nó sẽ cho phép con người sống hài hòa với trời đất và an hưởng một tuổi già của trời cho.